Đây, mênh mông hết, không biết cái đường nào để mà tìm kiếm hết á. Khu vực này nó quá rộng mọi người ạ. Này, có hôm bữa mấy gia đình ấy là cũng đến nơi kia để tìm kìa mọi người ạ. Rồi mấy thầy cũng có nói là có người nằm ở dưới đó, nhưng mà em hỏi tất cả mọi người bây giờ chứ bùn đất như thế này làm sao mà cuốc được. Cuốc đất, cuốc đá bây giờ là hầu như là không cuốc được mà phải là máy xúc. Em hỏi tất cả mọi người nó mênh mông như thế này này. Đó, làm sao mà múc, làm sao mà tìm đây. Đúng không? Đất đá bây giờ phải có cái phương hướng nào đó để mà tìm, giống như máy múc bây giờ xuống này. Em phải xác định là chỗ nào múc chỗ nào. Em nói tất cả mọi người chỗ nào cũng thế, sâu toàn 3 4 mét toàn là bùn đất này. Có mấy người cầm cái cuốc xuống đấy cuốc, em hỏi mọi người cuốc bao giờ cho ra. Đúng không? Cuốc bây giờ cho ra mà toàn bùn với đất không thôi. Cách đây em nói tất cả mọi người bây giờ toàn đất đá. Nhưng mà để mà xác định thì những cái theo cái ven ven này này. Này vẫn có thể có người, bởi vì là em thì vẫn nghi ngờ nhất cái khu vực nhà kia kìa. Nghi ngờ nhất ở trên đấy, bởi vì là trên đấy là cái khu vực này này, mọi người thấy không? Nó trũng. Rồi là đất đá nó đẩy vào hai cái ven này này thì nó dễ có thể dễ là có người. Chứ còn bây giờ ở ngoài kia, bây giờ là ngoài kia là không có rồi đó. Nó sẽ đẩy đất đá vào đây này. Đó khu vực này này. Nó dễ là có thể tìm được người ở đây. Nên là cũng để chia sẻ với mọi người rằng là để tìm kiếm được người bây giờ nó cũng khó khăn lắm, biết ở đâu đâu mà múc mà tìm. Nó là mênh mông đất nó rộng như thế này này. Đó, cái khu vực làng nổ bây giờ mọi người thấy là sau cái quá trình của một tháng trời nó vẫn tan hoang, nó là một cái cánh, nói chung là nó không giống như là cánh đồng trước đây nữa. Nó là một cái khu vực mà ruộng lúa đấy, xanh ngát và có nhà cửa. Thì bây giờ nó đã thành giống như kiểu là đất đá nó san bằng hết, bây giờ không còn cái gì cả mà người vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều gia đình bây giờ em nói tất cả người 9 người nữa chưa được tìm thấy. Thì bây giờ biết tìm ở đâu, đúng không? Khó để mà tìm được cái người đó nằm ở đâu, bởi vì là nó phải có cái phương hướng, ví dụ như là bây giờ có một cái cầu đi bắc qua hay là có một cái gì đó bắc qua thì bây giờ cái người nó nằm ở đó thì giống như cái cầu làng nổ ấy thì mình còn biết được phương hướng. Con đường bên này hay bị lún lắm nha mọi người ơi. Vậy là hôm nay là còn 4 ngày nữa. 4 ngày đếm ngược cái quá trình tìm kiếm 9 người còn lại tại làng nổ. Thì tất cả quý vị và các bạn có thể thấy là cái khu vực bên này này là cũng đang tìm kiếm nhá, bởi vì là người dân ấy thì họ sẽ tìm kiếm kín hết tất cả các khu vực. Còn ở phía bên kia ấy thì máy xúc sẽ tìm kiếm những cái nơi mà nghi ngờ nhất, bởi vì là ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rằng là 5 ngày đếm ngược thì ngày hôm qua được 1 ngày rồi và bây giờ là còn 4 ngày nữa thì đến ngày mùng 10 sẽ kết thúc tìm kiếm, nhưng không biết là có thêm được người nào hay không. Bởi vì theo như là cái anh Lương Lê chia sẻ là bây giờ cũng không có nhiều người mơ, nhiều người được báo mộng mấy nữa, và những người mơ báo mộng đó thì tìm cũng không thấy, nên là bây giờ thì sẽ loại bỏ những cái phương án gọi là tìm kiếm theo thầy, theo những kiểu là họ đi tìm theo cách là mơ mộng đó, nên là bây giờ chỉ có tìm kiếm theo cái phương án là nghi ngờ chỗ nào thì mức ở chỗ đó. Trời ơi mọi người, cái bên này cái đường này nó dễ bị lún lắm. Lúc nãy em bị thụt cả bên chân xuống, bởi vì là bên trong này thì bây giờ vẫn tìm kiếm ấy, nên là quay rất là khó. Nên là một ngày thì em cũng chỉ ra 1-2 video thôi, bởi vì cái quá trình mà để quay lại cực kỳ khó này. Này, đi chỗ này cẩn thận là mọi người bị thún, bị lún ấy, bị lụt, bị kiểu như là dính bùn ấy, là nó sâu đến tận, có nghĩa là ngập cả chân luôn. Lúc nãy là em đi là hình như là gần mất cái đôi dép ấy mọi người, là bây giờ phải hết sức cẩn thận. Đây này, cái chỗ này này, cái bên này thì lúc nãy em bị ngập. Ôi trời, thôi xong phim rồi mọi người ơi. Bây giờ làm sao mà lên đây, từ từ để không lên được nữa mọi người ơi. Bây giờ là bị ngập luôn cái chân ở trong đó rồi. Này, bây giờ ngập luôn chân rồi, mọi người để em một chút nhá. Dính cái chân đây giờ lên khó lắm, bởi vì là bây giờ mình càng kéo lên thì nó lại càng mắc. Chết rồi. Mọi người đợi em một chút. Để nhấc được chân lên cực kỳ khó, bởi vì bây giờ ngập vô trong này rồi. Bây giờ cái bùn này nó lầy lắm. Đợi em một chút nha. Đó, kéo lên cực kỳ khó luôn. Không phải là dễ dàng để thoát được cái vấn đề là lún xuống bùn đâu mọi người ạ. Anh em ra giúp cái. Hồi nãy em bị lụt ở phía bên kia mọi người ơi. Phải tầm 30 phút là em mới thoát ra khỏi được. Chứ em nói tất cả mọi người là bùn sình lầy á. Đi lên cực kỳ khó nên em đã không dám đi bên đó nữa, mà em phải đi qua hướng bên này. Đó, thì như tất cả mọi người thấy rằng là cái ngôi nhà sàn này thì vẫn còn nguyên vẹn và chưa có tìm kiếm ở bên dưới này. Bên dưới này là một cái nơi mà em cũng rất là nghi ngờ là có thể là có người nằm ở trong này. Thì mỗi video em đều nói mà. Nhưng mà đấy là những cái phương án mà chúng ta nghi ngờ thôi. Còn như tất cả quý vị và các bạn đã biết ấy, là cái khu vực để tìm kiếm bây giờ thì nó rất là rộng. Và theo như anh Lương Lê chia sẻ là cũng còn chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Bởi vì hôm nay thì mọi người đã biết rằng là đã gia hạn thêm. Nhưng mà bây giờ còn có 4 ngày nữa thôi thì đã kết thúc cái quá trình để tìm kiếm ở khu vực làng nổ. Mà vẫn còn tận 9 người nữa sót lại ở khu vực này.
Và như tất cả mọi người cũng đã biết rằng là ở đây á, bùn đất nó sâu cực kỳ luôn. Và em cũng đăng cho tất cả mọi người xem những hình ảnh mà trước khi làng Nổ bị lũ quét tàn phá ấy. Và đến sau khi bị tàn phá thì nó cực kỳ là, nói chung là một cái thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Và cũng chưa thể nào mà mọi người nghĩ được là lại có thể như thế. Như này, ở bên ngoài chúng ta đang bước đi này thì vẫn có thể có người bên dưới nhá. Bởi vì ở đây là sình lầy, bùn đất rất là nhiều. Không thể nào mà chúng ta biết được ở đây là nó có người bên dưới hay không. Đó, tất cả những cái khu vực tìm kiếm thì bây giờ nó chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng mà khu vực giữa này này thì nó khả năng mà có người thì nó sẽ ít hơn. Bởi vì là cái vấn đề mà có người thì nó sẽ thường thường nó sẽ trôi dạt vào hai bên bờ. Còn ở đằng giữa này thì nó sẽ gọi là khó có người mắc phải bởi vì nó sâu. Như những cái chỗ mà mọi người thấy ở giữa này này thì ít nhất thì nó cũng phải sâu tầm cỡ 3 đến 4 mét. Đó, đất đai nó bồi lên ấy, và khu vực này cũng là cái nơi mà tập trung nhiều người nhất. Đó, một cái nơi mà tập trung nhiều người nhất cũng như là để mọi người thấy rằng là ở khu vực làng Nổ ấy thì bây giờ cái lượng đất đai nó bồi lên ấy nó cao lắm. Không thể nào mà chúng ta có thể tìm kiếm dễ dàng được đâu. Nên là cái quá trình tìm kiếm bây giờ dù là có gia hạn thêm 3-4 ngày thì chúng ta chỉ mong là trong thời hạn cuối cùng của 5 ngày chỉ mong làm sao đó để mà tìm được một người nữa thì đã là một cái niềm vui rồi. Chứ còn không là không thể nào mà tìm kiếm được mọi người ạ. Tất cả quý vị và các bạn cũng đã theo dõi một cái hành trình là từ ngày mùng 9 của tháng 9 đến tận ngày hôm nay là trải qua đã gần một tháng rồi. Quá trình tìm kiếm thì vẫn được diễn ra hàng ngày, kể cả là người dân đến cúng bái cũng có, rồi là tìm theo cách địa phương, rồi thầy bà cũng có, rồi là nằm mơ, nằm mộng cũng có, và người đi cầm cây, đi chọc, đi kiếm thì các đủ các kiểu. Nhưng mà cái phương pháp mà hữu nghiệm nhất thì có lẽ là trước đây cái phương pháp để tìm nhiều người nhất là có chó nghiệp vụ, có bên quân đội, rồi cũng như là bên quân đội cũng có hỗ trợ người dân để tìm kiếm hầu như là gần hết. Và chỉ còn lại 11, 12 người thì sau này thì máy xúc cũng đã tìm được 3 người ở ngay cái chỗ mà bên dưới kia mọi người, cái chỗ bên dưới kia. Còn bên này này, bên này thì mọi người thấy rằng là khi mà sau khi mà lấy chiếc xe lên ấy thì mọi người thấy rằng là khu vực này nó cũng san, nó bằng phẳng hơn. Đó, cái khu vực nhà sàn thì cũng vẫn chưa rỡ ra và cũng chưa tìm bên dưới đó. Đó, còn khu vực này thì em cũng là nơi mà em đã nói với mọi người là nghi ngờ rất là nhiều. Và cũng để cho mọi người biết được rằng là ấy, khu vực làng Nổ bây giờ chỗ nào cũng có thể có người. Chúng ta chưa thể biết chắc chắn là nơi nào là cái nơi mà có người nằm bên dưới, mà chúng ta chỉ có cái sự nghi ngờ thôi. Và như tất cả mọi người cũng đã xem xong qua rất nhiều video của em, mọi người biết rằng là đây nó là khu vực rộng mênh mông. Và toàn khu vực này thì nơi nào cũng có thể là có người, bởi vì còn 9 người nữa chưa được tìm thấy. Và những cái khu vực mà mọi người thấy là bùn đất này nó cao lên như vậy á, mà bên dưới thì nó sâu tận 4-5 mét, thì mọi người thử nghĩ xem làm sao mà tìm kiếm được. Và mỗi một ngày trôi qua thì cái sự phân hủy nó lại càng cao. Có nghĩa là cái thời gian mà kéo càng dài thì khả năng tìm thấy người càng khó. Bởi vì mọi người biết rằng là bây giờ bùn sình lầy nó nằm sâu ở bên dưới á, thì làm sao mà chúng ta có thể tìm thấy người được, đúng không? Nên là cái quá trình mà tìm kiếm bây giờ nó vô cùng khó khăn. Và cũng nhờ vào cái sự may mắn về ví dụ như là tâm linh, hay là có ai báo, hay là có người thân nào báo ấy, thì có thể là may sẽ được tìm thấy. Nhưng mà hầu như thì em nói tất cả mọi người từ hôm bữa đến giờ là chưa có ai tìm thấy theo kiểu như thế cả. Chắc là cũng có kiểu như là gia đình bên gia đình cháu Phúc ấy thì cũng có báo mộng, rồi sau đó là cũng có tìm được được bà, rồi tìm được những người thân ấy. Đó, có nghĩa là cũng có nhưng mà ít. Thế sau này thì không có tìm thấy kiểu đó nữa. Nhưng mà không biết cái phương án sau này sẽ tìm kiếm như thế nào. Khu vực này thì hôm bữa cũng tìm được 3 người đấy mọi người nhớ không? 3 người là mẹ của em Phúc là cái người mà tìm kiếm được sau cùng. Cũng như là để bây giờ là ấn định cái số người còn sót lại là 9 người nữa. Đó, đến bây giờ vẫn còn 9 người nữa nhưng không biết là sau thời gian là 3-4 ngày thì còn có thể tìm được ai hay không. Này, khu vực trên thì mọi người thấy không? Này, bùn đất nó cực kỳ nhiều. Tìm kiếm bây giờ nó vô cùng khó khăn, không biết cái phương hướng nào để mà tìm kiếm cả. Em thì vẫn ở làng Nổ, chắc là 1-2 ngày nữa. Đấy, quá trình tìm kiếm kết thúc thì em cũng sẽ quay trở về. Rất nhiều quý vị khán giả cũng đã bảo em là bây giờ quay về Gia Lai đi, rồi là quay về ngoài Bắc đi á. Nhưng mà em cũng đã đi một cái hành trình rất là dài ở các khu vực tỉnh phía Bắc, từ Hà Giang đến Lào Cai, đến Nậm Tông, rồi đến làng Nổ, đến tất cả các khu vực để có thể hỗ trợ được bà con một cái phần nào đó. Em cũng chia sẻ với tất cả mọi người là bây giờ chỉ trong cái quá trình là sau bão lũ đó, hỗ trợ bà con sau bão lũ, có thể là mình giúp được một cái phần nhỏ, mỗi người giúp được một ít thì sẽ giúp đỡ được bà con cái phần nào đó. Còn quan trọng nhất bây giờ thì vẫn là tìm kiếm những người còn sót lại ở khu vực làng Nổ đó, ngay cái khu vực mà mọi người cảm thấy rằng là nghi ngờ. Nên này, ngay cái khu vực mà mọi người thấy rằng là gần cái khu vực nhà sàn ấy, đó là những cái nơi mà em cảm thấy rằng là cũng nghi ngờ. Bởi vì khu vực này thì mọi người thấy rằng là ở dưới kia rất là sâu đó, ở khu vực này này thì nó dễ sẽ có người nằm ở dưới hơn đó. Bùn đất rồi là mọi người thấy rằng là biết sâu bao nhiêu, đúng không? Bùn đất biết cái độ sâu bao nhiêu để mà có thể là mọi người thấy rằng là khi mà tìm kiếm nó cực kỳ khó khăn, chứ nó không hề là dễ dàng đâu mọi người ạ.
bây giờ thì cũng cố gắng làm sao để mà tìm kiếm những người còn sót lại á, để đưa được về với gia đình. Thì đấy là cái điều mà mong muốn nhất của bà con ở khu vực làng nổ. Cũng như để cho mọi người biết rằng là chỉ có sau cái 3 tiếng nổ lớn, tầm độ 5-10 phút thôi, đã xóa sổ cả một ngôi làng. Và cái sự mất mát và tang thương nó đã bao trùm đến khu vực làng nổ và đã tìm kiếm suốt quá trình gần một tháng trời. Nhưng mà vẫn chưa tìm kiếm được hết cái số người mà còn nằm ở dưới bùn đất. Thực sự mà nói á, thì đến thời điểm này á, là tìm được một người á, nó khó giống như kiểu là mò kim đáy biển á. Còn cái khu vực mọi người thấy á, là cái khu vực mà một cái căn nhà mà được em được người dân chia sẻ lại là hình như là được đẩy vào đó tìm thấy cả chục người. Cả người sống, cả người mất. Bởi vì là em nghe được người dân nói là lúc đẩy vào trong đó thì cũng mấy cứu sống được mấy người. Nhưng mà mấy người thì cũng gọi là tìm kiếm được là hàng chục người mất ở đó. Nó trôi dạt vào bên trong đó đó. Nên là quá trình mà tìm kiếm nó cực kỳ là khó khăn. Đó, bởi vì là mọi người biết là từ trên mà đỉnh núi nó xuống ấy, đất đá nó cuốn trôi, nó nổ lớn, nó nổ sau mọi người nói là có nghĩa là 3 tiếng nổ. Là tiếng nổ đầu tiên ấy thì nó đã còn đẩy hết những cái căn nhà trôi rồi. Nhưng mà người thì cũng vẫn còn sống rất là nhiều. Bởi vì lúc đó nó cái lượng đất đá nó chưa đủ. Nhưng mà cái đợt nổ thứ hai nó tiếp tục nó đẩy mạnh hơn và tiếp tục là bao trùm cái khu vực mà nhà đã bị đổ đó, khiến những cái người mà còn mắc phải ấy, không thể nào mà chạy kịp được. Và đến cái tiếng nổ thứ ba hầu như là đã san phẳng hoàn toàn. Đến bây giờ thì người dân thì cũng vẫn gọi là mong mỏi những cái người thân của mình ấy là được tìm thấy. Và chúng ta cũng đã biết rằng là một có gia đình ấy thì mất đến tận 4 người, 5 người, 6 người, 7 người. Thì có gia đình thì bây giờ mọi người thấy như anh Thới á. Anh Thới là gọi là đã có gia đình là mất hết vợ và ba con. Đó anh Thới á. Bởi vì anh Thới theo như người dân mà chia sẻ, cũng như anh Thới chia sẻ là cái hôm xảy ra sự việc ấy thì anh Thới cùng với một người vợ và ba người con thì đang ở nhà. Thì lúc đó thì trời cũng mưa và đằng sau nhà của anh Thới thì bị đất đá nó lở xuống nhiều. Nên là anh Thới đã bảo người thân ấy là bảo vợ cùng với ba người con là đi lánh qua nhà người thân. Đó thì lúc đó là anh Thới nhá, anh Thới cùng với vợ và ba người con và ở gần khu vực mà sạt lở đấy, thì ở đấy là có hai anh em. Anh Thới có một người anh nữa. Thì hai gia đình là ở gần nhau, thì lúc đó là có sạt lở đất. Thì cái người anh đó thì lại không đi ra chỗ bên kia, mà anh Thới lại là đưa ba người con cùng với vợ của mình đi qua bên đó. Thì cái sự may mắn nó lại như thế này. Theo như anh Thới chia sẻ thì cái lúc mà trời gọi là mưa to, đó gió lớn và sợ sạt lở đất, nên là anh Thới đã đưa vợ với ba người con đi qua nhà một người thân ở khu vực làng nổ, mà giữa cái nơi mà bị cát với đất nó phủ lên đấy. Thì cái lúc đó thì anh Thới ngủ ở bên nhà đó, và đến buổi sáng tầm gần 6 giờ thì anh Thới có đi bộ để mò về cái nhà mà bị sạt lở đất ấy để xem. Đó có nghĩa là hai anh em là đi về đấy để xem nhà lở đất hay không. Thì anh Thới mới quay trở lại cái căn nhà của mình đó, thì may lại thoát. Còn nếu không thì anh Thới cũng sẽ ra đi luôn rồi. Nên là bây giờ mọi người có người còn chưa hiểu là tại sao anh Thới lại mất người thân mà lại được mọi người quan tâm như thế. Bởi vì anh Thới bây giờ là hầu như là mất đến 4 người, mất vợ và ba người con. Bởi vì mất vợ và ba người con là cái lý do là do đi lánh nạn. Có nghĩa là nếu như mà ở nhà thì lại không sao, nhưng mà đi qua nhà người thân để ở nhờ để lánh nạn thì lại mất. Đó thì đây là một cái sự việc hết sức là đau lòng. Khi mà kể lại thì anh Thới cũng không thể kể được và hầu như là cũng gọi là khóc cạn nước mắt. Bởi vì em cũng nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ấy, cái ngày mà xảy ra lũ quét, cái trận mà gọi là lịch sử chưa từng có ấy, thì lúc anh Thới mà quay trở lại cái khu vực đó thì đã thấy rằng là san phẳng hết, không còn gì nữa. Và cái buổi sáng đó thì anh Thới cùng với một ông anh trai là cứ đi hỏi hết khu vực đó và có nói rằng là có thấy ai thấy vợ tôi đâu không, có ai thấy con tôi đâu không, có ai thấy người thân của tôi đâu không. Đó có nghĩa là lúc đó là hầu như là tất cả mọi người đều đi kiếm những cái người thân ấy, mà không biết là nó có nghĩa là ở đâu nữa. Chỉ có biết là lúc đấy là hình như là bảo là đi kiếm vợ, đi kiếm con. Nhưng mọi người cũng biết rằng là nếu như không đi lánh nạn thì đã không mất, giống như kiểu cái số mọi người. Nên là bây giờ thì tất cả các khu vực mà mọi người nhìn thấy ấy, là không biết là cái khu vực nào là có người thân, có gia đình. Thì bây giờ hình như là còn 9 người nữa, thì 7 người lớn và 2 trẻ em chưa được tìm thấy. Đó, đây là tổng cái số người. Và cái ngày mà tìm kiếm bằng máy xúc thì chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Thì nếu sau 4 ngày nữa mà không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm sẽ được kết thúc. Và sau đó thì người dân sẽ là quá trình tìm tự phát. Có nghĩa là người dân sẽ tự bỏ tiền ra, tự thuê máy xúc hay là có thể tự đào. Nhưng mà em nói tất cả mọi người cực kỳ khó. Bởi vì những cái bên công ty của Huy Bảo là bây giờ đang hỗ trợ tìm kiếm miễn phí cho bà con. Đấy là một cái điều hết sức tuyệt vời, cũng gửi một lời cảm ơn đến công ty Huy Bảo. Còn lại thì để cho mọi người biết rằng là cái quá trình ấy, gia đình của anh Thới cũng như gia đình của tất cả những người mà nạn nhân ở trong đó thì họ cũng rất là gọi là đau buồn. Vì đến bây giờ mọi người thấy rằng là em cũng nghe được thông tin là như ngày hôm trước, hôm qua, hôm kia gì đó, rồi anh Thới cũng bỏ ra 30 mấy triệu
để đi tặng lại cho cái lớp mà của con anh ấy học. Và anh Thới cũng có nói một câu, anh Thới nói là anh Thới tặng tiền cho những người đó để học thay cho con của anh đó, học thay cho con của anh đấy. Nên là mọi người cũng có thể thấy rằng là rất là anh Thới cũng là chia sẻ cái sự mất mát đó với tất cả bà con. Anh Thới đã hình như là cho mỗi một đứa trẻ là 1 triệu hay sao ấy đó, và nói một câu là các con hãy học thay cho con của chú. Nếu như mà anh Thới mà không có đưa những người con của mình cũng như đưa vợ của mình đi qua lánh nạn thì đâu có sự việc xảy ra đau lòng như thế. Nhưng mà không ai biết trước được sự việc mọi người ạ. Đến khi mà xảy ra rồi thì cũng có sự hối tiếc ở trong đó, nhưng mà cũng đã quá muộn màng. Cũng như là hôm bữa em cũng có phỏng vấn một cái nhà mà của người chị ấy mọi người, cũng có nói là nếu như không đi lánh nạn thì có nghĩa là đã không mất rồi. Còn đây là cái khu vực mà mọi người thấy ở trên cao, từ trên khu vực trên nhà sàn nhìn xuống ấy, thì cái khu vực bên dưới này này cũng là sình lầy và bùn đất nhiều lắm. Đây này, chỗ này mọi người thấy không, cái độ sâu nó phải tầm độ 3m, 4m bùn đất. Thì em hỏi tất cả mọi người, ví dụ như chúng ta có nghi ngờ là khu vực này có người đi, nhưng em hỏi tất cả mọi người làm sao tìm thấy, đúng không? Nó sâu như thế và cái khu vực này thì nó cực kỳ là, có nghĩa là bùn đất nó cực kỳ nhiều. Và nếu như máy móc mà có tìm kiếm thì cũng không thể nào mà tìm thấy được người. Bởi vì là bây giờ mọi người biết rằng là ấy, đã 1 tháng trôi qua rồi đó, tìm kiếm được một người nó vô cùng khó khăn. Và nó phải nói mọi người là giống như kiểu mò kim đáy biển vậy á. Nên là em cũng muốn tất cả mọi người thôi, cũng mong muốn là sẽ tìm được tất cả những người còn sót lại. Đây, ở đây là vẫn còn một cái căn nhà sàn. Mấy căn nhà này thì cũng bị ảnh hưởng mọi người ạ. May cũng chạy kịp ấy. Đây này, cái khu vực bên này mọi người thấy này, đa số là ở đây ấy, những cái ngôi nhà mà ở trên cao cao này ấy, thì đúng ra là không có sao đâu. Nhưng mà có khi là họ lại đi tránh ấy, đi qua nhà người khác để tránh thì lại là nghĩ chỗ đấy là an toàn. Đó, cứ nghĩ là bên này là không an toàn đây này. Cái chỗ này mọi người thấy không? Mấy căn nhà là bị đổ sập hết. Bùn đất nó kéo rồi là đổ sập hết. Đó, mấy căn nhà là mọi người thấy này, nó đẩy đất đá rồi là sập, nó văng hết lên. Hầu như chỗ này là mấy cái nhà này thì cũng như là cũng thoát đi mọi người ạ.